huấn luyện viên Chelsea tiếp tục khẳng định mục tiêu đạt huy chương vàng SEA Games 32. Đội tuyển nữ Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Osaka. Thái Lan gọi hai cầu thủ châu Âu về đấu U22 Việt Nam. Huấn luyện viên Philippe Chelsea chỉ ra đối thủ mạnh nhất của Việt Nam tại SEA Games 32. Huấn luyện viên Chelsea tiếp tục khẳng định mục tiêu đoạt huy chương vàng SEA Games 32. Tuy là chưa đủ quân số, song huấn luyện viên Philippe Chelsea cùng với các học trò vẫn thực hiện buổi tập đầu tiên tại Bà Rịa Vũng Tàu hôm 17 tháng 4 theo đúng kế hoạch ban đầu. Trước khi bước vào buổi tập chuẩn bị cho hành trình tham dự SEA Games 32, huấn luyện viên Chelsea đã tham dự buổi họp báo để tiếp tục khẳng định mục tiêu cùng toàn đội bảo vệ ngôi vô địch giải đấu. Nhà cầm quân người Pháp cho biết: "Tôi hài lòng với cơ sở vật chất trên sân tập lẫn điều kiện thời tiết tại Bà Rịa Vũng Tàu. Phần lớn các trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 32 tại Campuchia diễn ra trong thời tiết nắng nóng, tương tự như Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay." Huấn luyện viên Chelsea cũng hài lòng khi mà phần lớn các học trò tuyển U22 Việt Nam đã được tạo cơ hội thi đấu tại V-League trong 3 tuần vừa qua. Được chơi ở V-League sẽ giúp các cầu thủ trẻ thêm tự tin, tích lũy kinh nghiệm và điều này rất quan trọng cho quá trình chuẩn bị trước thềm SEA Games, ông Chelsea nhận xét. Tuyển U22 Việt Nam đã có lần hội quân đầu tiên dưới thời của tân huấn luyện viên Chelsea hồi tháng 3 năm 2023. Qua 4 tuần rèn luyện tại Hà Nội và du đấu tại Qatar, bản huấn luyện đã giúp cho các tuyển thủ thay đổi tư duy chiến thuật, làm quen đấu pháp kiểm soát bóng, chủ động tấn công. Được cọ sát với các đội bóng hàng đầu châu Á là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lại lực lượng, tìm ra sai sót về mặt chiến thuật và cải thiện năng lực cầu thủ, ông Chelsea phân tích. Đánh giá SEA Games 32, Phu Thủy Trắng cho biết, bóng đá Việt Nam có thành tích cao ở đấu trường khu vực trong những năm gần đây. Các đội tham dự SEA Games đều là những đối thủ quen mặt với Việt Nam, trong đó Thái Lan là mạnh nhất. Mỗi đội sẽ có tham vọng riêng, thậm chí là vô địch nên sẽ không có trận đấu nào là dễ dàng. Trước khi rút danh sách 20 tuyển thủ tham dự SEA Games 32, ông Chelsea cũng đưa ra yêu cầu để lựa chọn cầu thủ. Sẽ trải qua 6 trận đấu trước khi có mặt vào chung kết, vì vậy mà tôi ưu tiên chọn lựa các tuyển thủ sở hữu sự đa năng, bởi vì điều này giúp toàn đội giải bài toán nhân sự nếu như chẳng may dính thẻ phạt hoặc chấn thương. Tôi sẽ liên tục thử nghiệm đội hình cũng như vị trí để giúp học trò có thể chơi đa năng hơn. Hiện tại, tôi rất hài lòng về sự đoàn kết và kỷ luật của các tuyển thủ. Ông Chelsea cũng hy vọng nhóm tuyển thủ từng có mặt ở SEA Games sẽ truyền đạt kinh nghiệm thi đấu, giúp đồng đội giải tỏa áp lực khó khăn và tạo động lực để toàn đội sớm hoàn thiện đấu pháp chiến thuật. Chiến thắng dành cho những ai thể hiện tốt nhất trên sân, không chỉ Việt Nam mà các đối thủ khác đều có tham vọng này. Vì vậy nếu như muốn chiến thắng thì phải hành động chứ không chỉ nói suông, huấn luyện viên U22 Việt Nam nhấn mạnh. Đội tuyển nữ Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Osaka. Ngay trong ngày đầu tiên đến Nhật Bản chiều ngày 17 tháng 4, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Green Sakai Dream Training Camp Osaka, Nhật Bản. Dù thời tiết có chút lạnh nhưng toàn đội rất hào hứng và nhanh chóng thích nghi với điều kiện tại đây. Buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung bắt đầu lúc 15 giờ theo giờ địa phương và kéo dài trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Trong buổi tập đầu tiên, ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ khởi động kỹ và tránh căng cơ trong quá trình di chuyển từ Hà Nội sang Osaka vào đêm qua. Tiếp đó, ông Mai Đức Chung cho các cầu thủ chia thành từng nhóm và luyện tập phối hợp chuyền bóng kỹ chiến thuật. Green Sakai Dream Training Camp là một trong số các trung tâm huấn luyện thể thao lớn nhất tại Nhật Bản với 5 sân cỏ tự nhiên, 10 sân cỏ nhân tạo và các tiện ích phụ trợ như phòng gym, bể ngầm. Mặt cỏ tại đây cũng được huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự đánh giá cao, thuận lợi để triển khai các bài tập với chuyên môn theo yêu cầu. Theo ban huấn luyện thì từ ngày mai, đội sẽ bắt đầu quay lại với các bài tập cường độ cao và trong quá trình tập huấn tại đây, đội có 3 trận đấu giao hữu nhằm duy trì trạng thái thi đấu tốt nhất hướng đến nhiệm vụ tại SEA Games 32 vào đầu tháng 5 tới đây tại Campuchia. Thái Lan gọi hai cầu thủ châu Âu về đấu Việt Nam. U22 Thái Lan triệu tập 29 cầu thủ cho chiến dịch SEA Games 32, bao gồm hai cái tên đang chơi bóng tại Đức và Bồ Đào Nha. Chiều ngày 17 tháng 4, Liên đoàn bóng đá Thái Lan công bố danh sách tập trung 29 cầu thủ Thái Lan. Trong số này có hai cầu thủ đang thi đấu nước ngoài gồm Achikom Krisom và Chaitapipat Suphaphet. Trước đó, FPT muốn triệu tập thêm một số cái tên đang thi đấu nước ngoài, song SEA Games nằm ngoài hệ thống thi đấu FIFA nên các câu lạc bộ chủ quản từ chối nhả quân. Mục tiêu của bóng đá Thái Lan đó là giành lại ngôi vô địch SEA Games vốn thuộc về Việt Nam trong hai kỳ đại hội gần nhất. Và chỉ cần nhìn vào sự chuẩn bị của họ sẽ thấy được tham vọng này. Cụ thể nếu như tại SEA Games 31, Thái Lan chốt luôn danh sách 20 cầu thủ và chỉ tập 5 ngày trước trận đấu ra quân vòng bảng thì ở đại hội năm nay, họ gọi dư ra 9 người để có thời gian tuyển chọn kỹ càng, đồng thời dành tới 9 ngày tập luyện trước trận ra quân gặp Singapore. Mối lo lớn nhất của Thái Lan lúc này là ngoài rủi ro chấn thương, do giải quốc nội vẫn đang đá tới ngày 19 tháng 4, một số cái tên vẫn chưa chắc có được câu lạc bộ chủ quản nhả cho lên tuyển hay không, trong đó có trung vệ trụ cột Santanat Khemde. Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ hội quân vào trưa ngày 20 tháng 4 và sang Campuchia ngày 27 tháng 4, muộn hơn một ngày so với Việt Nam. Tại SEA Games 32, Việt Nam và Thái Lan cùng bảng B cạnh tranh hai vé bán kết với Malaysia, Singapore và Lào. Trong đó trận Việt Nam, Thái Lan ở lượt trận cuối ngày 11 tháng 5 được dự báo quyết định cục diện bảng đấu. Huấn luyện viên trưởng Philippe Chelsea chỉ ra đối thủ mạnh nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Chiến lược gia người Pháp đánh giá đoàn voi chiến vẫn là đối thủ mạnh nhất của Việt Nam trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. Ngày 17 tháng 4, huấn luyện viên Philippe Chelsea và đội tuyển U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân chuẩn bị cho SEA Games 32.
chia sẻ về giải đấu này. Chiến lược gia người Pháp khẳng định dù sẽ phải đối diện với những khó khăn nhưng mục tiêu của Việt Nam vẫn là bảo vệ ngôi vô địch. Thấy kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 32, đội tuyển Việt Nam cùng bảng đấu với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Đánh giá về các đối thủ cũng như mục tiêu của Việt Nam, huấn luyện viên Philippe cho biết tất cả các đối thủ sắp tới đều quen thuộc tại Đông Nam Á, họ sẽ có tham vọng riêng, thậm chí là vô địch. Sẽ không có trận đấu nào là dễ dàng, Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh nhất. Tuy nhiên chúng tôi đã có sự tìm hiểu và mục tiêu là bảo vệ ngôi vô địch. Theo quy định của điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 32, các đội sẽ đăng ký danh sách chính thức với tối đa là 20 cầu thủ, trong đó tối thiểu là 2 thủ môn. Quân số của Việt Nam hiện tại là 31. Như vậy ông Philippe Chaussier sẽ phải loại đi 11 cầu thủ. Khi được hỏi về tiêu chí lựa chọn nhân sự cho Việt Nam, ông Philippe nói: "Tôi đề cao sự đa năng của cầu thủ, nếu không đa năng thì khó mà có được lựa chọn. Để vào đến chung kết thì chúng ta sẽ phải trải qua 6 trận đấu, chưa kể trường hợp bị treo giò và thẻ phạt. Do vậy, việc tính toán làm sao cho phù hợp sẽ là công việc rất quan trọng. Tôi cố gắng tạo nhiều sự thử nghiệm để các cầu thủ thi đấu nhiều, vị trí càng tốt. Đến thời điểm này tôi hài lòng về tính đoàn kết và kỷ luật của toàn đội." Huấn luyện viên Philippe chia sẻ thêm: "Tôi nhớ là có ít nhất 6 cầu thủ của đội hình hiện tại từng dự SEA Games 31. Họ sẽ giúp đỡ đồng đội lúc khó khăn. Áp lực là động lực trong cuộc sống và đội sẽ phải cố gắng tìm cách hoàn thiện được lối chơi. Chiến thắng chỉ dành cho những ai thể hiện tốt nhất ở trên sân. Nếu như muốn chiến thắng thì cần phải hành động, không chỉ nói suông. Không chỉ có Việt Nam, các đối thủ khác cũng có quyết tâm tương tự." Khi được hỏi về trường hợp vắng mặt của tiền đạo trẻ Võ Nguyên Hoàng, huấn luyện viên Chaussier cho biết: "Tôi biết rõ về trường hợp của Nguyên Hoàng, việc cậu ấy không thể dự SEA Games 32 là điều đáng tiếc. Ở thời điểm phải chốt danh sách sơ bộ, tôi đã trao đổi với huấn luyện viên của PVF. Cậu ấy chưa khỏe mạnh 100% nên tôi không đưa vào danh sách sơ bộ. Tuy nhiên hàng tiền đạo hiện tại cũng có nhiều lựa chọn tốt. Nguyên Hoàng vẫn nằm trong tầm ngắm của tôi." Chiến lược gia người Pháp cũng bày tỏ niềm vui khi được chứng kiến các học trò có cơ hội ra sân trong các trận đấu tại giải chuyên nghiệp quốc gia. Trong 3 tuần vừa qua, khoảng 80-90% thành phần cầu thủ của Việt Nam đã được ra sân tại V-League. Điều này rất quan trọng cho quá trình chuẩn bị SEA Games 32, ông Philippe Chaussier nói.